thật dễ dàng để bỏ phiếu qua thư từ sự thoải mái của nhà bạn. Trước tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký để bỏ phiếu. Vui lòng xem trang web này để kiểm tra trạng thái đăng ký của bạn. Chỉ cần nhập tên đầu tiên, họ, quận và ngày sinh của bạn. Bạn sẽ thấy thông tin cử tri của bạn và mẫu yêu cầu bỏ phiếu kín. Nếu bạn đã yêu cầu một lá phiếu vắng mặt, bạn có thể kiểm tra tình trạng ở đây. Bạn có thể gửi ứng dụng qua thư, email hoặc fax sau khi hoàn thành. Bây giờ bạn sẽ chờ đợi lá phiếu của bạn đến qua thư. Lá phiếu sẽ đến trong bao thư này. Nó sẽ chứa phiếu, bao thư trở lại và hướng dẫn. Một số điều quan trọng cần nhớ. Bạn phải sử dụng một cây viết màu đen hoặc màu xanh. Đảm bảo mực đã khô hoàn toàn trước khi gấp giấy. Hoàn toàn điền vào vòng tròn. Sẽ có nhiều cuộc đua. Hãy cố gắng bỏ phiếu cho mỗi ghế trong lá phiếu của bạn. Vui lòng kiểm tra lá phiếu của bạn. Bạn không thể thay đổi sau khi bạn đã gửi nó đi. Nếu bạn điền phiếu bầu không chính xác, đừng gửi phiếu bầu của bạn. Liên lạc với ban đăng ký quận của bạn ngay lập tức. Họ có thể gửi cho bạn một lá phiếu thay thế. Sau khi bạn điền vào lá phiếu, đặt nó trong bao màu trắng nói rằng lá phiếu vắng mặt chính thức. Đặt mọi thứ trong bao thư với dải màu vàng. Thực hiện theo lời thề ở mặt sau và ký. Chữ ký của bạn phải phù hợp với chữ ký trên mẫu đăng ký cử tri của bạn. Bạn có thể trả lại phiếu bầu của bạn bằng cách gửi thư, mang nó đến văn phòng đăng ký quận của bạn. Hoặc hợp bỏ phiếu bầu vắng nếu quận của bạn có. Phiếu bầu của bạn cần đến văn phòng bầu cử trước khi ngày bầu cử. Hãy chắc chắn để hoàn thành lá phiếu của bạn và gửi lại càng sớm càng tốt. Bỏ phiếu qua thư là sự thay thế an toàn để bỏ phiếu trực tiếp. Vui lòng truy cập trang web này để biết thêm thông tin. Phiếu bầu của bạn là tiếng nói của bạn, bây giờ là thời gian để được lắng nghe.